lời khai của tài xế xe tải va chạm với xe khách khiến 13 người thương vong ở Đắk Lắk. Phát hiện tài xế chở quá tải hơn 70% và dương tính với ma túy. Bắt Hải Mặt Dỗ, kẻ cầm đầu đường dây ma túy liên quận ở Đà Nẵng. Bắt nhóm thanh thiếu niên dùng súng truy đuổi nhau trên đường phố Đà Nẵng. Hàng dài xe máy rồng rắn đi ngược chiều trên đường vành đai khi thấy cảnh sát giao thông. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, liên quan đến vụ xe khách 16 chỗ đấu đầu xe tải gây tai nạn kinh hoàng ở Đắk Lắk vào ngày 8 tháng 10 vừa qua, cho tới nay cơ quan công an đã tạm giữ tài xế xe tải để điều tra về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn. Theo lời khai của tài xế xe tải tên là Phạm Văn Huân, trong lúc di chuyển, người này do quá buồn ngủ nên đã khiến xe lấn sang phần đường ngược chiều, tông trực diện vào xe chở khách du lịch khiến 13 người thương vong. Ngày 10 tháng 10, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Huân, sinh năm 1994, ngụ tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông làm một người tử vong, 12 người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa 8 tháng 10, Phạm Văn Huân điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H07625, lưu thông trên đường tránh thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, hướng từ Gia Lai, Đắk Lắk. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe tải đến đoạn đường thuộc km 13+800 đường tránh thị xã Buôn Hồ, thì Huân buồn ngủ, khiến xe lấn sang phần đường ngược chiều. Theo clip trích xuất từ camera của chiếc xe tải, thì khi đang lưu thông, ông Huân có biểu hiện mệt mỏi và ngủ gật. Liền sau đó, xe tải do Huân điều khiển đã tông vào xe chở khách du lịch loại 16 chỗ, mang biển kiểm soát 47F00203 do anh Phạm Phú Quý, sinh năm 1987, ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để làm căn cứ khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này. Được biết, lúc xảy ra tai nạn, tài xế Huân hoảng sợ nên chạy vào dãy cà phê để trốn. Sau đó, cơ quan điều tra tìm thấy và đưa về trụ sở làm việc. Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với tài xế Huân, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy, nhưng chưa cung cấp kết quả. Còn đối với anh Phạm Phú Quý, sinh năm 1987, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là tài xế xe khách 16 chỗ. Chiều 8 tháng 10, sau khi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Thiện Hạnh, anh Quý đã đến làm việc với cơ quan công an để lấy lời khai. Tại đây, công an đã kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy, kết quả tài xế Quý không vi phạm. Vụ tai nạn khiến anh Lê Quốc Huy, sinh năm 1996, ngụ tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông tử vong và một số người khác bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, Phạm Văn Huân đã đến công an thị xã Buôn Hồ đầu thú và khai nhận hành vi gây tai nạn giao thông. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thị xã Buôn Hồ đã trích xuất camera hành trình của các phương tiện liên quan để phục vụ công tác điều tra. Qua trích xuất camera, công an thị xã Buôn Hồ nhận định thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đã chạy lấn làn sang hướng ngược lại của xe khách. Tại bệnh viện, anh Phạm Phú Quý, tài xế xe khách cho biết, chiều 8 tháng 10, anh chở theo 12 người từ Đắk Lắk di chuyển sang Gia Lai và Kon Tum để du lịch. Trước khi xảy ra tai nạn, anh thấy xe tải lấn sang làn đường của mình một cách bất thường. Dù anh Quý đã nháy đèn, ra tín hiệu, nhưng phía tài xế xe tải không có phản ứng. Sau đó, anh Quý đã đánh lái xe khách, tránh cú tông trực diện từ xe tải, nhưng xe khách vẫn bị va chạm vào hông, dẫn đến lật nghiêng. Có thể thấy việc các tài xế xe đường dài mệt mỏi và buồn ngủ là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ va chạm kinh hoàng kể trên một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo cho những người ngồi sau tay lái trong khi trạng thái tinh thần không tỉnh táo. Thay vì cố lái xe, các bác tài nên dừng lại ngay lập tức tại vị trí an toàn và tuân thủ luật giao thông. Sau đó hãy thả lỏng cơ thể và ngả ghế nhắm mắt thư giãn hoặc hẹn giờ đồng hồ ngủ một giấc ngắn để cơn buồn ngủ trôi qua và có thể tiếp tục chuyến đi một cách an toàn. Tiếp tục là một vụ việc vi phạm an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Buôn Hồ đã phát hiện xe tải do đối tượng Hứa Văn Hiền điều khiển vượt tải trọng cho phép hơn 70%. Qua kiểm tra nhanh về ma túy, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế Hiền dương tính với chất ma túy. Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Hứa Văn Hiền, 38 tuổi, trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều 5 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Buôn Hồ thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn, ma túy và quá khổ quá tải trên đường Lê Duẩn, phường An Lạc, thì phát hiện Hiền đang điều khiển xe tải có biểu hiện chở quá tải trọng nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.
Kết quả cân tải trọng cho thấy xe tải do Hiền điều khiển vượt tải trọng cho phép hơn 70%. Qua kiểm tra nhanh về ma túy, tổ công tác phát hiện tài xế Hiền dương tính với chất ma túy. Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng, công an thu giữ 11 gói bên trong chứa các cục chất rắn màu trắng nghi là ma túy. Khai thác nhanh đối tượng, Hiền khai nhận các gói trên là ma túy dạng heroin. Hiền mua về cất giấu để sử dụng. Hiện công an thị xã Buôn Hồ đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Đối tượng Hứa Văn Hiền trong vụ việc trên không những chở quá tải trọng mà dường như còn là một con nghiện khi tàng trữ nhiều ma túy nhằm sử dụng dần. Để một đối tượng nghiện ngập điều khiển xe tải lưu thông trên đường là mối nguy cho sự an toàn tính mạng của những người xung quanh. Do vậy, tài xế này cần phải bị trừng phạt thật nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Mời quý vị chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy quy mô lớn do Hải Mặt Dỗ cầm đầu. Được biết, đối tượng này là một trong những cái tên cộm cán điều hành đường dây mua bán ma túy lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với nhiều chân rết. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện các đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Trần Minh Hải, biệt danh Hải Mặt Dỗ, 36 tuổi, ngụ tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng cầm đầu. Hải Mặt Dỗ đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, một tiền sự về ma túy. Đường dây do Hải Mặt Dỗ cầm đầu hoạt động hết sức tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi, đối phó với cơ quan chức năng. Qua một thời gian kiên trì, nỗ lực xác minh âm thầm theo dõi, công an phát hiện Hải móc nối với đối tượng Nguyễn Hồng Phúc, 18 tuổi, ngụ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, để hoạt động mua bán ma túy liên quận trên địa bàn Đà Nẵng. Sau quá trình điều tra truy xét, khi có đủ hồ sơ chứng cứ, cơ quan công an quyết định phá án, đánh sập đường dây này. Lúc 10 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10, Phòng Cảnh sát Ma túy phối hợp cùng Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Khuê Mỹ kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Khuê Mỹ Đông thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, bắt giữ Nguyễn Hồng Phúc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại phòng ở của Phúc, công an thu giữ 100 viên ma túy dạng thuốc lắc và 2,5 gam ma túy dạng ketamin. Mở rộng điều tra đến 19 giờ cùng ngày, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, quận Hải Châu, Phòng Cảnh sát Ma túy phối hợp với Công an quận Hải Châu bắt quả tang Trần Minh Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 50 gam ma túy loại ketamin. Khám xét hai nơi ở của Hải, công an thu giữ thêm 850 gam ma túy loại ketamin, một gói ma túy đá, một cân tiểu ly và một số tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian qua đã có không ít những vụ xô xát giữa các nhóm thanh thiếu niên với tuổi đời còn rất trẻ. Những đối tượng này tụ tập mang theo hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, thậm chí là truy đuổi, gây thương tích cho những người khác. Cũng nằm trong những vụ việc đó, mới đây Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí để gây gổ, làm náo loạn đường phố. Trước đó vào đêm 7 tháng 10, Nguyễn Hữu Quỳnh sinh năm 2006 tập trung nhóm thiếu niên gồm Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Văn Mỹ, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Thuận, Giáp Đại Đồng, Phạm Thành Được, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Công Hiếu. Nhóm này mang theo vũ khí tự chế từ đường Hoàng Minh Thảo, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng đến đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, tìm nhóm thanh niên tên là Khánh để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp. Lúc này thấy Nguyễn Phạm Công Đức, Nguyễn Văn Phú Quý nhìn mình rồi bỏ chạy. Nhóm Quỳnh nghĩ là người cùng hội với Khánh nên vác hung khí truy đuổi, dọc tuyến đường Tôn Đản la hét gây mất an ninh trật tự. Đức Quý chạy đến thông báo cho bạn là Phạm Văn Duy Phương và người bạn tên Khoa biết, nên Phương Khoa cầm vỏ chai ném trả nhóm của Quỳnh. Thấy vậy, Sĩ rút súng bắn chỉ thiên khiến Phương và Khoa hoảng sợ bỏ chạy, còn Đức và Quý chạy trốn vào nhà vệ sinh. Hiếu và Nguyễn Xuân Sơn vào đạp phá cửa nhưng không được, sau đó quay ra phá hoại xe máy của Phương rồi bỏ đi. Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Cẩm Lệ khẩn trương có mặt, truy bắt nhóm gây rối trật tự công cộng. Theo đó, Nguyễn Hữu Quỳnh giữ vai trò chủ mưu, còn Nguyễn Văn Sĩ là người trực tiếp nổ súng, Nguyễn Xuân Sơn là người làm hư hỏng xe máy của Phương. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hữu Quỳnh, Giáp Đại Đồng, Phạm Thành Được, Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Xuân Sơn, Trần Ngọc Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với những đối tượng còn lại. Các đối tượng trong những vụ xô xát như trên có tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí trong đó có những đối tượng đang còn là học sinh. Tuy nhiên do suy nghĩ nông nổi, thích thể hiện bản thân, đồng thời nhận thức pháp luật hạn chế nên dễ dẫn tới hành vi phạm tội. Đây cũng là vấn đề đáng quan ngại của xã hội hiện nay. Tình trạng vi phạm luật giao thông trên các tuyến đường cao tốc đang diễn ra ngày một phổ biến. Tại Hà Nội, để không bỏ lọt vi phạm, lực lượng chức năng đã lập các chốt chặn ở nhiều vị trí lối lên xuống đường Vành Đai và thậm chí còn cắt cử một số tổ công tác xử lý nóng các phương tiện vi phạm ngay trên đường Vành Đai.
Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, hàng dài xe máy đã nối đuôi nhau di chuyển ngược chiều ngay trên đường vành đai, ngay khi thấy bóng sáng của cảnh sát giao thông. Sáng ngày 10 tháng 10, hai đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 và cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cùng phối hợp xử lý xe máy di chuyển trên tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn đi qua địa bàn hai quận Hai Bà Trưng và quận Đống Đa. Theo đó, rất nhiều người dân vẫn liều lĩnh quay xe, di chuyển ngược chiều ngay khi thấy bóng sáng của lực lượng cảnh sát giao thông. Dòng xe máy chạy ngược chiều được các tài xế ô tô ghi lại bằng camera hành trình lên tới hàng chục phương tiện. Đáng chú ý, những người vi phạm khi đi vào đường cấm xe máy còn ngang nhiên cướp đường, lấn làn của các phương tiện ô tô. Nhiều người quay xe gấp cũng đã khiến không ít tài xế hốt hoảng, thậm chí phải chủ động nhường đường để tránh xảy ra va chạm. Được biết, vành đai 2 trên cao được thiết kế với 4 làn xe chạy ở hai chiều, tốc độ lưu thông tối đa 80 km/h, đoạn cầu nhánh 60 km/h. Trong khi đó, đường vành đai 3 cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị. Cả hai đường vành đai 2 và 3 đều là đường chỉ dành cho ô tô, nên việc các xe máy đi lên đường rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Những thông tin liên quan đến vấn đề tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức đang nhận được nhiều quan tâm từ dư luận. Mới đây, Bộ Nội vụ đã đề xuất sau năm 2024 tiếp tục tăng lương bù trượt giá, góp phần cải thiện lương cán bộ, công chức, viên chức theo mức tăng trưởng kinh tế. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa gửi báo cáo đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, trong đó cho biết Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã báo cáo Trung ương, Quốc hội về kết quả và lộ trình cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp. Bộ đề xuất lộ trình cải cách tiền lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 với 6 nội dung, gồm xây dựng 5 bảng lương mới, chế độ phụ cấp, chế độ tiền thưởng, chế độ nâng bậc lương, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, quản lý tiền lương và thu nhập. Sau năm 2024, lương tiếp tục tăng đến khi mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn lương thấp nhất vùng 1, tức vùng cao nhất trong 4 vùng lương tối thiểu. Hiện lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu đồng một tháng. Căn cứ kết luận của cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách tiền lương, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ báo cáo Bộ Chính trị, xem xét các nội dung của chế độ tiền lương mới. Sau đó các cơ quan sẽ ban hành quy định cụ thể chế độ tiền lương mới với các nhóm thuộc diện quản lý. Báo cáo cho biết, giáo viên mầm non, tiểu học được hưởng lương và phụ cấp theo địa bàn hoặc công việc đảm nhiệm, phụ cấp ưu đãi nhà giáo, thâm niên nghề, dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. Nhà giáo ở nơi điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng thêm các phụ cấp thu hút ưu đãi theo nghề 70%. Công tác lâu năm vùng đặc biệt khó khăn, trợ cấp, phụ cấp lưu động, phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số. Dù được hưởng nhiều phụ cấp ưu đãi đặc thù để có tổng thu nhập cao hơn ngành nghề khác, nhưng đời sống của giáo viên mầm non, tiểu học còn nhiều khó khăn. Do đó, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính đề xuất xây dựng chế độ phụ cấp nhà giáo đang giảng dạy trong trường công lập. Giữa tháng 9, Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Quốc hội về lộ trình và phương án cải cách tiền lương. Ngân sách đã tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng để chuẩn bị cải cách tiền lương trong 3 năm tới, 2024-2026. Khi áp dụng chính sách tiền lương mới từ giữa năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được trả lương theo vị trí việc làm, thay mức lương cao bằng hiện nay. Cuối chương trình sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo dự báo thời tiết ngày 11 tháng 10, không khí lạnh ảnh hưởng đến nhiều khu vực Bắc Bộ. Nền nhiệt giảm khá sâu, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 16 độ. Từ đêm 11 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10, mưa lớn có khả năng mở rộng ra khu vực Nghệ An với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, có nơi trên 250mm. Theo dự báo ngày 11 tháng 10, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi từ 18 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ.
Thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.